Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thí xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mùa lũ đang đến gần và kè Xinjiang ở trung lưu sông Dương Tử có nguy cơ bị sập. Thời báo Đại Kỷ Nguyên cho biết, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm nay đưa tin rằng khi mùa lũ chính mùa hè đang đến gần, bờ kè của đoạn Xinjiang ở trung lưu của sông Dương Tử tiềm ẩn nguy cơ sập bờ. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt Quốc gia Trung Quốc và các chính quyền địa phương đang kiểm tra và gia cố các đoạn nguy hiểm của các đập trên sông Dương Tử để đề phòng các tình huống nguy hiểm và thảm họa vỡ đê. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, vừa qua một đoạn bờ sông ở thành phố Thạch Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị sạt lở. Bờ sông bị sập có chiều dài 30m, rộng 5-8m và cao 4,5m. Lừa Hồ Linh, Phó Tổng Thư ký của chính quyền thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc cho biết, nếu đoạn đê này sụp đổ xảy ra trong mùa lũ chính, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Báo cáo dẫn lời một quan chức ở thành phố Kinh Châu cho biết, sông Dương Tử vẫn chưa bước vào mùa lũ chính và công tác phòng chống lũ lụt của địa phương vẫn chưa đạt mức độ vào cuộc đầy đủ. Ông nói, nhưng Đài Quan sát Khí tượng Trung ương của nước ta dự đoán rằng nước năm nay có thể lớn hơn năm ngoái một chút. Điều này đòi hỏi tất cả các địa phương phải hết sức coi trọng vấn đề này, dù chưa vào chính vụ. Trong mùa lũ, không phải cán bộ nào cũng ra trận chống lũ, chưa đến nơi đến chốn. Theo tin tức được công bố bởi trang web chính thức của thành phố Kinh Châu, hai ngày nay, Giang Song, Phó Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc và đảng của ông đã đến Kinh Châu để kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm soát lũ lụt, yêu cầu thành phố Kinh Châu căn cứ vào việc phòng chống lũ lụt lớn và tiêu ống chính, đồng thời làm tốt các công việc chuẩn bị phòng chống lũ lụt. Một tin tức khác trên trang web cho biết, kết quả của 3 đợt kiểm tra hợp nhất các phương án khẩn cấp trước lũ lụt của tỉnh Hồ Bắc cho thấy 189 khu vực nguy hiểm chính đã được xác định, bao gồm nguy hiểm sập bờ, nguy hiểm hồ chứa, các dự án thủy điện lớn đang được xây dựng. Các trạm bơm quy mô và các thảm họa địa chất sẽ là trọng tâm của công tác phòng chống lũ lụt năm nay. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào việc củng cố đê Cảnh Giang trong những năm gần đây để cải thiện khả năng kiểm soát lũ của nó, và một số người thậm chí còn mô tả đập Cảnh Giang là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, khi đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung Quốc đến kè Kinh Giang, họ nhận thấy việc kiểm soát lũ lụt của tuyến kè không được yên tâm. Hiện tượng sạt lở bờ là mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ của bờ kè. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, các nhà phân tích liên quan của Trung Quốc tin rằng khả năng xảy ra lũ lụt trên toàn lưu vực trên các sông lớn trong năm nay đang gia tăng. Do sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hải Hà và các sông lớn khác đã không xảy ra lũ lớn trong nhiều năm, nên mực nước của các sông chính trong năm nay thấp hơn đáng kể so với các năm trước. Về hạn hán, kể từ tháng 8, lượng nước từ lưu vực sông Dương Tử tiếp tục xuống thấp. Lưu lượng nước tại các trạm chính trên dòng chính đo được ít hơn cùng kỳ năm trước là 40%, ít hơn 60% so với hồ Đông Tinh và ít hơn 10% so với hồ Po Yang. Mực nước của một số đoạn quan trọng ở trung lưu và hạ lưu dòng chính sông Dương Tử đã đạt hoặc vượt mức thấp lịch sử trong cùng thời kỳ. Hầu hết các khu vực ở phía Bắc tiếp tục có nhiệt độ cao và ít mưa. Trong 2 tháng qua, lượng mưa tiếp tục ở mức thấp ở Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây. Hơn 5,4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và 300.000 người đã gặp khó khăn tạm thời với nước uống. Theo số liệu của Cục Khí tượng Trung Quốc, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, và năm nay là một năm thảm họa nghiêm trọng khác sau thảm họa lũ lụt thảm khốc năm 1998. Theo báo cáo, có tổng cộng 9 cơn bão và các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng đã đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Thời gian đổ bộ sớm, thời gian tập trung và đường di chuyển phức tạp, hơn nữa tác động kéo dài trong một khoảng thời gian dài, một phạm vi rộng, cường độ cao và các thảm họa nghiêm trọng hiếm có trong lịch sử. Trong đó, siêu bão số 8 có sức gió tối đa lên tới cấp 17, tốc độ gió tối đa tức thời là 71,8 m/s khi đổ bộ vào Chiết Giang, cao nhất kể từ năm 1949.
trong cả năm, bão và các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng đã làm tổng cộng 1.266 người chết và 384 người mất tích, là năm thương vong tồi tệ nhất trong 26 năm qua, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 79,9 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, vào mùa xuân năm nay, miền Bắc Trung Quốc có ít mưa và hạn hán và 18 trận bão cát đã xảy ra, nhiều nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 2006. Vào mùa hè, Trùng Khánh hứng chịu nhiệt độ cao và hạn hán một lần trong thế kỷ và Tứ Xuyên trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1951. Năm này là năm ấm nhất ở Bắc Kinh trong vòng 71 năm, nhiệt độ được dự đoán sẽ tăng trong năm 2023. Khí hậu và môi trường toàn cầu được đặc trưng bởi sự nóng lên toàn cầu đã trải qua những thay đổi lớn. Thay đổi này đã được dự báo trước cho mọi người vào mùa đông năm nay hay thay đổi báo trước các hiện tượng thiên văn của năm nay. Các chuyên gia chỉ ra rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử năm nay không khả quan. CNN đưa tin, mực nước của đoạn An Khánh trên sông Dương Tử ở Trung Quốc đại lục bắt đầu tăng dần lên ở mức 5,06m. Các chuyên gia cho rằng tiềm năng nước của sông Dương Tử có thể cạn trước và lũ sau, và tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông rất nghiêm trọng. Theo báo cáo, theo phân tích của Cục Đường Thủy An Khánh sông Dương Tử, mực nước đoạn An Khánh trên sông Dương Tử đã bắt đầu lên dần so với cùng kỳ vẫn thấp hơn 2m. Các chuyên gia cho rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử là không khả quan. Theo báo cáo, phần An Khánh nằm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và bị chi phối bởi lượng mưa theo mùa ở thượng nguồn, tuyết tan tại nguồn và nước từ hồ Đông Tinh, hồ Po Giang và sông Hàn. Theo phân tích của các chuyên gia Cục Đường Thủy An Khánh, mực nước đoạn An Khánh lên dần trong thời gian này. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng mưa ở đây, khu vực Trung và Thượng Lưu sông Dương Tử tăng lên trong những ngày gần đây, nên đã tạm thời lắng dịu mực nước khô ở mặt cắt An Khánh. Mặc dù mực nước sông Dương Tử hiện tại vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trước tình hình mực nước dâng trung bình hàng ngày là 0,22m trong 8 ngày liên tiếp, một số chuyên gia thủy lợi chỉ ra rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử năm nay không khả quan. Báo cáo dẫn lời ông Shi Wang Khan, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và hạn hán thuộc Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Dương Tử cho biết, nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử năm nay vẫn còn nhiều gian nan. Ví dụ, về mùa lũ lụt năm sau, năm nay lưu vực sông Dương Tử bị hạn hán nghiêm trọng và ngăn lũ lớn sau đợt hạn hán nghiêm trọng cần phải ước tính đủ khả năng xảy ra một trận lũ lớn trên lưu vực sông Dương Tử trong năm nay. Vật vã dưới nắng nóng ở lò lửa Trùng Khánh. Thưa quý vị khán giả, Denson Cheong, phóng viên báo Straits Times của Singapore tại Trung Quốc, ngày hôm nay cho biết đã chi 53 tệ, khoảng 7,73 đô la Mỹ mua giày mới vì đế giày đôi anh đang đi biến dạng do thời tiết quá nóng. Trùng Khánh, thành phố trực thuộc trung ương ở Tây Nam Trung Quốc, đang là thành phố nóng nhất đất nước với nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 40 độ C. Trong những con hẻm nhiều tuần nay, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng ồn của cục nóng điều hòa. Trước cửa hàng của Wen có 35 cục nóng nằm ở một bên đường, gây tiếng ồn lớn khi hoạt động. Người phụ nữ 48 tuổi bán khoai chiêng ở ngoại ô phía Tây thành phố cho hay, doanh thu giảm một nửa do nắng nóng kéo dài sang tháng thứ ba. Trời nóng quá, ai cũng muốn bật điều hòa, mọi người ở hết trong nhà, không dám ra đường, bà nói. Người Trung Quốc thường ví Trùng Khánh với lò lửa, siêu đô thị lớn với 32 triệu dân ở phía tây nam đất nước nổi tiếng vì mùa hè oi bức. Nhưng năm nay, thời tiết cực đoan hơn. Nhiệt độ nhiều vùng trong thành phố lên tới 45 độ C vào mấy ngày trước, mức cao nhất từng ghi nhận. Ngày hôm nay, một nửa trong số 10 địa phương ghi nhận nhiệt độ cao nhất Trung Quốc là các khu vực thuộc Trùng Khánh, phần còn lại ở tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều người dân ngồi nghỉ la liệt ở các siêu thị, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm để tránh nóng. Điều hòa không khí chiếm hơn một nửa nhu cầu tiêu thụ điện, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo công ty điện lực của thành phố, nhu cầu điện dân dụng tăng đột biến, nhưng hạn hán làm khô hạn nhiều nhánh sông Trường Giang, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất thủy điện ở khu vực mà nguồn năng lượng này chiếm hơn 80% sản lượng điện.
giới chức Trùng Khánh kêu gọi doanh nghiệp dành điện cho người dân, thực hiện cắt điện luân phiên với các nhà máy và doanh nghiệp để đảm bảo điện cho khu vực dân cư. Nhà máy phải đóng cửa, trung tâm thương mại chỉ được phép mở cửa trong 5 tiếng, bắt đầu từ 16 giờ. Đèn đường cũng bị tắt bớt để giảm tiêu thụ điện năng. Ngày hôm nay, giới chức yêu cầu hơn 10 triệu người ở các quận trung tâm xét nghiệm COVID-19 bắt buộc khi nhiệt độ lên hơn 40 độ C, hơn 3.800 trạm xét nghiệm được thiết lập. Hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy người dân xếp hàng dài ngoài trời, một số người ngất xỉu vì nắng quá gay gắt. Trời 43 độ C, người dân bị đẩy đến giới hạn, một người viết trên mạng xã hội Weibo. Thời tiết nắng nóng kéo dài và cắt điện luân phiên cho thấy tác động của biến đổi khí hậu và nguy cơ thời tiết ngày càng cực đoan. Tôi không được học hành nhiều, nhưng tôi cho rằng vấn đề này do biến đổi khí hậu. Thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt, mỗi năm lại nóng hơn. Hu Li Cao, tài xế taxi 32 tuổi bày tỏ. Hao cho biết năm nay là mùa hè nóng nhất ở Trùng Khánh trong 16 năm anh sinh sống tại đây. Sông Gia Lăng cạn nước, hồ nhấc tới một nhánh sông Trường Giang chảy qua thành phố. Trên núi thì cháy rừng, thời tiết quá khắc nghiệt. Các nhà khí tượng học Trung Quốc nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan năm nay, cảnh báo có những đợt nắng nóng tương tự có thể xuất hiện thường xuyên hơn. Các chuyên gia cũng lưu ý cuộc khủng hoảng điện cho thấy biến đổi khí hậu dẫn tới hậu quả là thời tiết khắc nghiệt đã đẩy mạnh nhu cầu sử dụng điện để làm mát hoặc sưởi ấm như thế nào. Chúng ta cần dự đoán được mức cao nhất về nhu cầu sưởi ấm hoặc làm mát cho khu vực dân cư lớn. Đây là thách thức nổi trội và càng phức tạp trong thời điểm chúng ta cần hạn chế sử dụng than. Lee Su, cố vấn chính sách cấp cao của Tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á nói. Ông cho hay đợt phát điện tương tự từng xảy ra 2 năm trước ở Hồ Nam, nơi một đợt lạnh gây cản trở sản xuất thủy điện, năng lượng gió và mặt trời. Nhu cầu điện sưởi ấm cho khu dân cư tăng lên, buộc chính quyền phải cắt điện dành cho công nghiệp và thương mại. 2 năm sau, Hồ Nam là tỉnh đi đầu trong phê duyệt dự án nhiệt điện, Lee nói. Theo nghiên cứu công bố của tổ chức, tỉnh đã phê duyệt 5,32 GW nhiệt điện từ năm 2021 tới quý 1 năm nay. Rủi ro là cuộc khủng hoảng năm nay có thể khiến các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tiếp tục quay lại với nhiên liệu hóa thạch. Nếu đi theo con đường đó thì tầm nhìn rất thiển cận, Lee nói. Chúng ta không biến khủng hoảng thành cơ hội mà ngược lại, tự giam mình vào hệ thống năng lượng phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Điều đó chỉ khiến tác động tới khí hậu trong tương lai thêm nghiêm trọng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.